Vâng, hiện tại cái cây này đang bị bệnh nha các bạn. Hiện tại thì mình đã cắt rất là nhiều rồi, mình thấy không? Những cái đốm đen, đây là những bẹ mà nãy mình vừa cắt luôn nè. Đó, nó bị đốm rất là nhiều luôn nè. Đó, cái cây này mà nó bự như vậy là bị đốm gì thì chúng tôi cắt luôn, không để mất công nó chết cái cây. Và đây là cũng một cái cây mà vừa rồi cũng mới làm vừa xong, mình thấy không? Đó, bạn thấy không? Cái cây này thì tôi cũng vừa cắt xong rồi, không để cho nó bị ảnh hưởng lắm, các bạn thấy chưa? Bạn thấy cây chưa? Quay lại bên đây cái. Hiện tại thì mình đã cắt được cái ủ này rồi, không để cho nó bị nhiễm pha ma nấm nữa. Không biết nó còn sống nổi hay không thì mình chưa biết. Nhưng hy vọng thì sau cái đợt này thì cái cây này nó phát triển lại. Đó, cây này cũng rất là bự nha các bạn. Cái tuổi nó cũng cả năm mấy rồi nè. Nhưng khi nó bị nấm gì thì mình không biết lý do làm sao. Nếu các bạn nào có cách nào trị tốt hơn thì inbox mình, hỗ trợ mình. Mình cảm ơn. Đó đó. Đó thì đây là những cái cây mà mình bị và mình cắt luôn, không để mất công nó ảnh hưởng. Đó, các bạn thấy không? Cái cuống rất đẹp nè. Các bạn thấy không? Cuống nè. Đó. Xác xác đây là cuống đẹp nè. Đó, bạn thấy cuốn chưa? Bạn thấy cuốn như đàm chưa? Đó, bạn thấy tuyệt vời chưa? Bạn thấy cuốn chưa? Đó. Đây là một cây nha các bạn. Cây này nó khoảng hơn 100 tuổi rồi. Đó. Đó. Sau khi cắt xong nhiều người nó thấy bất ngờ. Còn cây bên đây cũng tương tự luôn. Đó, hai cây này là mỗi cây cũng hơn 5 tuổi rồi. Mà nó xảy ra trường hợp này tôi không biết lý do gì mà nó bị vậy. Nếu các bạn có cách thì chỉ mình. Nhưng cách mình tốt nhất là mình cắt luôn. Qua đây mình cắt thêm. Cái cây này còn lú lú nè. Mình cắt thêm luôn nha các bạn. Đây nó bị đốm đốm nè. Đây. Giờ mình sẽ cắt sâu xong xíu nữa, không để cắt mỏng mỏng. Nó bị cong, nó còn bị đốm nè các bạn. Thấy không? Bị đốm, mình cắt cho hết luôn, không để nó bị ảnh hưởng. Cách mình bỏ cho nó khó bị lây nữa. Đó. Đây. Đó, nó còn cái đốm này các bạn thấy không? Đây mà con đốm này thấy không? Nè, đốm này nữa chưa? Đó, mình cắt sâu luôn, không để nó bị đốm vậy. Đó. Cắt luôn. Cắt luôn cái nhánh. Để từ từ nó để ra. Wow, nước các bạn không? Cắt nó cái xịt nước luôn. Và cái cây này, cái đọt này nó đang hút nước rất là mạnh. Rất là mạnh luôn. Đó. Rất là ngon. Nhưng mà mình phải hy sinh nha các bạn ơi. Muốn cho cây sống mình phải cắt hết mấy cái đốm này. Các bạn thấy đốm không? Đó. Không để cái đọt này luôn. Đó. Đây, còn cái đốm này mình gọc luôn. Đó, chứ không để cái đốm này nó sản sinh ra những cái vị trí kế tiếp ảnh hưởng phần cây. Không, đốm nữa chưa? Đó, mình sẽ cắt nó, không nó, cho nó để lại cái hiệu ứng của cái đốm này. Đó, mình sẽ tách nó ra hết, không để nó. Rồi. Rồi sau đó mình cắt bên này cái nữa. Đó. Cắt hết luôn. Để cho cái cây nó sạch. Thấy không? Còn bẹ nữa nè. Đó. Bẹ này mình cắt luôn. Đó. Thấy không? Nó bị đốm luôn các bạn thấy không? Ảnh hưởng không? Nè, thấy không? Đó. Rất là nhiều. Mình phải hy sinh một cái cây thôi. Đó. Rồi sau đó mình không biết nó sống nữa hay không thì mình chờ thiên nhiên thôi. Giờ mình gọc bớt những cái này để cho nó đẹp. Không được trúng cái thằng kia. Rồi, tuyệt vời.
bạn thấy không, đẹp, rất đẹp luôn. Rất đẹp luôn. Wow. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem qua hai video về nha đam tôi đang bị nhiễm nấm. Và các bạn nào đang có vấn đề giống tôi thì cùng đồng hành comment có cách này, giải pháp nào đó mà trị hết nấm thì hãy inbox hoặc là comment hỗ trợ tôi. Xin cảm ơn.